Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Gibbo của Hải Nguyễn. Hôm nay em xin lên một lô ve chai cho giá rẻ cho anh em mới tập chơi cũng như thích trải nghiệm. Đó là những anh em mà đam mê Gibbo mà kinh tế hơi khó khăn chút. Như thế nào thì hôm nay em lên lịch hàng cỏ cho anh em chơi ha. Vẫn cách thức cũ là bên em vẫn chuyển khoản đủ free ship, code cọc giùm em 100.000 nha, phí code là anh em chịu ha. Rồi cái gì mà tình trạng nó như thế nào thì em sẽ báo trên video hết. Rồi để em làm nhanh gọn lẹ để em còn làm một chuyện khác nè. Giới thiệu với anh em đây là con Satin em lem quân đội này, em dán em tặng kèm nha. Thấy rõ, đang quay cho rõ nó có cấn nhẹ nha. Sức 2016 trùng 5 tháng luôn nha anh em, chưa sửa chữa nha. Em đem dán thêm, em đem này tặng kèm nha. Nói thật ra con này em tính chia sẻ cho anh em để anh em chơi thôi, 270.000 em lem tặng kèm. Em lem này không là em bán cho khách không là 50.000 rồi đó. Anh em không thích thì anh em tháo ra, có thể tháo ra bỏ cả trơn. Và nếu mà tính ra bán con này 270 thì thật sự ra em mấy cái đời số này em để dành hết, tại vì em là thợ sửa nên em là thợ sửa thay cho khách thì khách em sửa chữa giúp bô thì nhiều lắm. Bán ra cái giá này thì đấy là để chia sẻ cho anh em chơi mới chơi tập chơi thôi, còn thật sự ra bán cái giá này thì em không muốn bán đâu, tại vì em lấy linh kiện của nó không là nó hơn cái giá 270 này. Ví dụ như bây giờ anh em mà đi ra ngoài anh em thật sửa thay thế cái cặp lề zin này á, thợ sẽ thay cho anh là 150, ngay cả em vẫn thay 150. Và nói đơn sơ thôi, giờ khỏi cái nói lời là nguyên cái vỏ này em bán cũng được hơn 100.000 rồi. Ha. Còn lề linh kiện á, là 100.000. Còn cái này là lề zin hãng là 150 nha anh em nếu mà thay á. Rồi tính tới bánh xe nè. Bánh xe này là bánh xe zin hãng nè, nếu mà thấy là thay á em tính bèo lắm là 100.000 rồi đó. À, rồi tới lưỡi gà. Lưỡi gà zin là cũng 100.000. Rẻ hơn 300.000 cho anh em. Nguyên bộ đồ lòng nó là bất chặn xăng tim hết 50.000 rồi. Con ốc zin đá này nó 50.000 á, anh tính là một con zip nó nhiêu tiền. Tại vì em muốn chia sẻ để cho anh em những cái anh em mà mới chơi thôi. Chứ còn bên em thì thợ, em là thợ nên em thay cho khách nhiều lắm. Mấy cái này em về em để, em thật sự em để em thay cho khách không cũng hơn tiền cái bán cái zip 270 nữa. Giá em đưa ra cho anh em thì khỏi phải suy nghĩ ha. Con này 270 nha anh em. Ruột nó hơi chọi để chút em xong anh em nào chốt thì em chỉnh ruột lại cho nó bóp chút. Một 2.7 rồi, con số 2 là slim, tần sức 592,
Slim này mà bán giá này thì em cũng để là em thay linh kiện hết, thay linh kiện cho khách hết rồi. Tại vì lâu lâu em lên cho anh em, em cũng như là em muốn chia sẻ với anh em, những anh em mà mới tập chơi với những anh em mà gọi là đam mê, nhưng mà cái người ta cũng mua cái dạng mắt người ta ngại, ngại tiền bạc. Slim này có âm nè, ruột 91 lệch nha anh em, L91, B92 thì gọi là lệch đầu năm cuối năm, của H chứ, vậy là lệch, lệch năm rồi, lệch năm nha, con này lệch năm, chưa sửa chữa nha anh em, con này em để cho anh em 230, chia sẻ cho anh em chơi, chứ em không phải là không có đồ để bán đâu, đồ em còn. Anh em mà thích thì chốt ha, cũng có mấy con máy linh rẻ cho anh em chơi dễ chơi. Con này là giá hơi cao nha anh em, tại vì nó con này cũng là Slim, nó 568 gì ạ, đúng rồi 568, dòng thắt ăn mòn rổ sơn, chủ đề tàu chiến, tróc sơn rồi nha. Dòng HB 1968 Slim. Có dấu cấn nhỏ. Anh em. Có cấn nha. Cấn nhỏ nha. Xước thì dòng HB là khỏi nói rồi ha. Ruột chuẩn giai đoạn nha anh em. Ruột Slim rất khác ruột Regula gì giai đoạn nha. Con này bán cho anh em 390. Trên Facebook em bán 420 á. Facebook Zalo em bán 400 420 á. Số 3 390. Rồi thêm con Slim nữa. Dòng ven, dòng hoa văn ven của Ý. Hoa văn ven của Ý nha, Florence. Ô chưa cắt tên. Tổng thể là lớp rơm khá đẹp nè. Anh em cầm bên ngoài rất là đẹp luôn. Em này không cứng mớt nha. Sản xuất năm 2000. Khá là đẹp ha. Trùng nha anh em. Tụt 2000 trùng ha. Con nào á em không nói sửa chữa hay chưa sửa chữa gì đó là nó chưa sửa chữa nha, còn con nào mà nó có sửa chữa thì em sẽ báo. Còn em không báo là tức là nó chưa sửa chữa ha. Con này em để anh em 450. Dòng ven này thì nó khắc ăn mòn zin hãng nha anh em. Nói cho anh em, những anh em chưa biết thôi, chứ còn nếu mà chơi Zippo thì dòng ven này nhìn anh em nhìn là biết liền. Nó cao giá hơn những dòng thường. 450. Rồi em lên một con Slim nữa. Anh em nào thích dòng Slim thôi. Em này là chưa lên lửa nha. Con này chưa lên lửa nha anh em.
chỉ có dòng HP thì mình cầm tay hay nhiều khi là một hồi nó cũng lao lao vậy, nó cũng muốn chạy nữa đó. Cái dòng HP á, không có lỗi lầm, không có tì vết nha. Con Slim này không tì vết nha, nó có xước xước nhẹ ha. Chưa lên lửa nha anh em, bắt bột nha em. Ốc đá anh nhìn, em nhìn ốc thôi là anh cũng không biết nữa. Tán á, ruộng ha, có xước ở đây thì kiểu mình rút ra rút vô vô hoài thì nó phải có xước nha. Con này em để anh em 700 ven bẻm 7, chưa lên chưa châm xăng nha. Nhìn tim nè ha, nhìn tim nè, bông nè. Xì liêm bẻm 7 chưa lên lửa, 700 anh em chốt nào chụp màn hình giùm em gửi qua Zalo giùm em nha, số Zalo của em có ha, 5700. Rồi giờ em lên qua rượu la con xước emblem này là theo zip nha anh em, có cấn ha, có cấn ha. Có cấn ha, cấn dầm mặt sau thì chóc rơm rồi. Cái này bán trên đây không được thì em về em cũng xả rơm ra, để tại vì em làm cho chia lại cho anh em rẻ để anh em chơi, còn không thì không gì mốt em cũng đem mình xả rơm à. Mặt sau chốc rơm ha, 52 à. Buộc trùng 5 ha. Con này để 450. Cái ruột bán lẻ không 350 rồi đó, 6 450. Rồi lên con, mấy con này không bán, không trên đây không bán thì để xả rơm giao cho lái. Có cấn nè, con này sẽ xích 88 anh em, cầu bánh bán dữ. Con này hai lưỡi gà rồi nha anh em, hai lưỡi gà rồi nha. Trời, rụt trùng 5 tháng luôn mà em đã để xả rơm. À, lỡ rồi. Con này em để anh em 1988 450. Thay lưỡi gà rồi nha, con thay lưỡi gà rồi nha. Vẫn sử dụng cây bình thường nha anh em. Bao anh em sử dụng bao bảo hành cho anh em hết nha. Chứ em bán là không phải là bán xong rồi đứt đuôi nha. Bán về sử dụng có trục trặc gì nhắn tin báo em biết. Em xử lý cho. Số 7 450.
lên một con HP. Em lên quân đội em dán thêm nha. Có xước tơ của dòng HP nha anh em. Mấy dòng HP này là thường là phải dãy rồi đó. Nhiều cái anh em thích chơi HP nữa. Con này góc cạnh này ok rồi. Góc cạnh ok quá anh em. Này đây có cấn nha. Nha. Đây có cấn nha, cấn nhỏ nha. Lắp rơm cũng đẹp, sản xuất năm 98. Em lên quân đội em dán thêm nha, dán thêm để tặng anh em á, chứ còn em dán chứ một cái em lên là 50 ngàn của em đó. Anh em không thích tháo ra để trơn, để dành đó mốt có mua zip nào nữa, thấy ưng con nào thì dán lên. Tại vì nhiều anh em cũng thích thích dòng em lem. Dán thêm luôn nha anh em quân đội luôn nha. Con này có dầm dầm nha. Dán dầm. Con này nó xấu hơn con hồi nãy. Nó té nhiều hơn chứ không phải là gọi là nhiều hơn. Con này thì sản xuất năm 91. Ruột trùng năm. Ruột trùng năm luôn. Những giai đoạn này thường là ruột mờ không nha anh em. Trùng năm thì ít lắm, tại vì cái giai đoạn này từ 88-93 cái giai đoạn nó vậy, do lỗi nhà sản xuất á nên dập mờ lắm. À, bữa nào em chỉ anh em thêm cái nữa là từ cái giai đoạn 88-93 thì nó sẽ khác nhau nha, mờ mọc mờ nhưng mà nó khác cái lưỡi gà nha anh em thấy mọc mờ mà lưỡi gà nó chưa chặt gốc, lưỡi gà nó chưa chặt gốc á. Để sẵn chỉ luôn. Thấy lưỡi gà nó chặt gốc không? Đó. Nếu như mà chưa chặt gốc là lưỡi gà vuông á, nó xài cho lưỡi gà xả 7-8 mét luôn á, thì đó là nằm trong giai đoạn 88-89. Còn những con chặt gốc như vậy rồi á, thì từ 90-93. Cho anh em phân biệt để anh em biết. Đi mà nhiều khi cầm trong tay con 88-89 mà nhét cái ruột mà chặt gốc này rồi thì nó gọi là cũng không trùng giai đoạn. Tại vì cái chặt gốc này là nằm ở giai đoạn 90-93. Còn lưỡi gà vuông á, lưỡi gà mà chưa chặt gốc á thì nó nằm ở 88-89. Đó, nói anh em cho anh em dễ phân biệt. Con này em tính bằng giá con này, tại vì con này là sản xuất trước 91. Ha. 4.7. Ruột thì nó rõ. Ruột thì nó rõ nét chứ không phải là ruột mờ. 9 4.7. Rồi một con HP nữa. Em lem đồng copper này là dán thêm nha anh em.
anh em copper này em dán thêm. Con này thì khá đẹp, có một dấu nhẹ, lớp rơm nó khá đẹp, ít xước. Sản xuất năm 99. Bánh mì bơ sữa đặc biệt cho ngon, xước. Đây à, hôm nay con này hôm nay zin hãng. Em lem này zin hãng nè. Dòng này nó có nhiều cái em lem hình thú tương tự như hình thú, giống như vậy, không phải là giống cái những con thú khác, tại vì cái em lem này là nó nằm trong một cái set thú. Sản xuất 02. Những năm đầu của đời số, đầu năm 2003 trở về 2001, 2000 thì những cái linh kiện của nó từ bản lề, búa cam, coi như là nó giống như là hàng La Mã. Anh em thấy cái ruột, mà 2000 á, thì cái này nó không khác gì hết á, nó chỉ khác mộc thôi, nhưng mà những cái linh kiện của nó với là cái bản lề nữa, nó cũng như là bản hàng La Mã. Thì như tụi em bán hàng thì những cái con dòng đầu của đời số này á, nó sẽ cao hơn những con số sau này. Là mấy cái linh kiện nó không giống như của La Mã nữa, cũng là của hãng thôi, nhưng mà tại vì nó cái người chơi và người bán người ta biết á, thì nó cái chất lượng của nó thì nó thấy nó người ta lại có cảm nhận, là nó sẽ tốt, nó bền, cái đó cảm nhận thôi, nhưng mà thật sự ra thì nó cũng xài cái kiểu những dòng sau thì nó cũng xài chất lượng như nhau thôi. Nhưng mà theo thợ của tụi em á, thì những cái con đời đầu đời số này thì có lợi một cái là bản lề này thay được cho La Mã, búa cam cũng thay được cho La Mã. Thì nói chung là nó những con số đời đầu này nó cao giá hơn những cái con số đời sau thôi. À, con này thì giá 500 là tại sao? Là nó là dòng đời số thấp. Con này giá 500 nha anh em. Dòng đời số thấp và em lem này là zin hãng. Và nó là nằm trong một set catalog của hãng sản xuất ra. Ha. Đây giá nó cao. Con này 500 nha anh em. Dành cho anh em mà chơi thích chơi chủ đề á. Zin hãng 200 năm nước Mỹ hả?
quay là ở ngoài trời vậy đó, chứ không có quay ánh sáng hay là gì hết á. Quay là thật chứ không có mà thêm ánh sáng, sáng tối gì. Ruột trùng mọi người nè, nhưng mà nó hơi xước, ruột nó hơi xước. Con này có chủ đề nữa. Mình xích 94. Con này 500 luôn nha. Này xước, dòng xước, chủ đề Harley Davidson, khách ăn mòn nha anh em. Có cấm dập người lên dầm. Mã số 593. Cấn dầm, dầm cấn nhẹ chứ không có móp móp nặng nha anh em. Cũng có xước. Có thui rồi mà vẫn vừa quá. Giai đoạn của nó là cái này là trùng, gọi là trùng giai đoạn. Con này chủ đề này thì giá nó hơi cao, 600.000, sản xuất 593, ruột trùng giai đoạn. Con này Van Regula. Ô khắc chưa khắc ha. Có cấn dâm nha anh em. Trời gió. Trên đây có một điểm nhỏ. Van 88, sản xuất 588, con này có cấn một hai điểm nhỏ thôi nha anh em. Ruột trùng 5, ra trùng 5 tháng luôn. Con này trùng 5 tháng nè. Tối rồi. Nên thông cảm nha, tại vì mà trời tối. À con này. Con này đã thay cái lề trên. Thay lề trên lấy từ vỏ khác bỏ qua nha, tức là lề zin á. Thay lề zin nha anh em. Nhưng mà bao anh em sử dụng nha. Con này 700. Rồi em lên con cuối cùng ha. Con này là dòng mạ vàng, gỡ ốp nhựa nha anh em. Nó trước có ốp nhựa trên nắp với lại mặt trước mặt sau luôn. Con này mạ vàng. Em lên quân đội em dán thêm ha.
lớp mài vàng rất đẹp, tại vì mình gỡ lớp nhựa ra thì lớp mài vàng nó còn đẹp lắm. Có cấn đây, cấn nhẹ đây, lớp 596. Ruột trắng trùng năm, con này thường là ruột vàng, mà hôm nay là ruột trắng ha, ruột trắng trùng năm. Con này hôm nay em bán 700. Rồi 15 700. Rồi anh em coi thích con nào thì Facebook qua cho em nha, chụp hình chụp màn hình lại gửi qua Zalo giúp em nha. Rồi em xin xuống tại đây nha, chúc anh em một ngày tốt lành ha.